cô gái Việt chịu giá lạnh, 40 độ C ghé thăm bộ lạc Tuần Lộc. Mông Cổng Thùy Dương ghé thăm bộ lạc Tuần Lộc nguyên thủy cuối cùng trên thế giới và nhiều danh thắng nổi tiếng ở Mông Cổ. Blogger Đặng Thùy Dương, hay còn được biết tới với tên gọi Nana, có chuyến đi dài 12 ngày đến Mông Cổ trong những ngày giá lạnh nhất của mùa đông. Nhiệt độ có lúc xuống tới 43 độ C, khiến khách du lịch có cảm giác đông cả não. Nhưng cũng chính thời tiết khắc nghiệt đã giúp Thùy Dương có những trải nghiệm độc đáo ở xứ sở cổ tích. Tôi đến Mông Cổ vào những ngày đông rét buốt, tuyết phủ một màu trắng xóa khắp vùng thảo nguyên mênh mông. Nhắc đến Mông Cổ, người ta sẽ hình dung ra hình ảnh những chú ngựa tung vó trên thảo nguyên xanh ngắt hay hình ảnh lẫy lừng một thời của thành Cát Tư Hãn. Nhưng chuyến đi của tôi lần này lại mang tới một hình ảnh Mông Cổ thật khác biệt, cùng nhiều trải nghiệm khó quên và những kiến thức mà chưa bao giờ được chạm đến, Thùy Dương nói. Thùy Dương khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh đến Ulaanbaatar. Ngày thứ hai của hành trình, cả đoàn thăm công viên quốc gia Gorky Trail, trải nghiệm hoạt động đi xe chó kéo và thăm khu phức hợp tượng đài thành Cát Tư Hãn rồi đi tàu hỏa chuyến đêm đến thành phố Edenet. Hôm sau, đoàn di chuyển đến thành phố Murung, làng Tờ Saganu, ngôi làng ở giáp rừng Taiga. Sau đó là trải nghiệm ở cùng gia đình người địa phương và tham quan bộ lạc Tuần Lộc cổ đại. Những ngày cuối của hành trình, cả đoàn thăm hồ Kovosom, Seven Luga Resort, thành phố Da Khang, xem biểu diễn đàn ngựa truyền thống của Mông Cổ. 12 ngày cả đoàn rong ruổi từ thảo nguyên mênh mông tuyết đến vùng núi phía bắc xa xôi. Mông Cổ không phải là địa điểm lý tưởng cho kỳ nghỉ dưỡng nhẹ nhàng. Đối với tôi, đây là cả một hành trình khám phá nhiều điều mới mẻ, những nét đẹp văn hóa du mục hiện hữu từ hàng ngàn năm cùng cảnh đẹp thiên nhiên hoang sơ. Hùng vĩ đẹp đến siêu thực, cô gái Đà Nẵng cho biết. Dù đã du lịch năm châu bốn bể, khi tới Mông Cổ, Thùy Dương vẫn được trải nghiệm những hoạt động chưa bao giờ có như ngồi xe ngựa phi phi trên hồ băng Cờ Vờ Sờ, hồ cổ đại hơn 2 triệu năm tuổi còn sót lại trên thế giới, hay bon bon trong rừng cùng những chú chó kéo xe thân thiện, những sớm hừng đông tuyệt đẹp trên nền tuyết trắng xóa. Đoàn chó kéo xe lông xù thân thiện, chở khách vào rừng tuyết. Rời thủ đô, Thùy Dương bắt đầu hành trình đi qua những khu rừng tuyết phủ trắng xóa, những thị trấn nhỏ xinh rồi tiến sâu vào rừng già Taiga để đến với bộ lạc Tuần Lộc nguyên thủy cuối cùng trên thế giới, Tờ Satanu. Trước đây, tôi từng nghĩ rằng Tuần Lộc chỉ có trong truyện cổ tích cùng ông già Noel, rồi đến một ngày được chạm vào những chú Tuần Lộc bằng xương bằng thịt, cảm giác thật tuyệt vời, cô nói. Những chú Tuần Lộc trong làng khá thân thiện. Du khách có thể chiêm ngưỡng đàn Tuần Lộc lững thững gặm có trước lều, có chú còn thò hẳn đầu vào lều với ánh mắt tò mò. Cô nàng nghĩ lại trong một căn lều nhỏ của bộ tộc Tờ Satan, dựng trên nền tuyết trắng. Nhiệt độ xuống gần 50 độ C, chỉ cần bước xuống xe 2 phút là tóc và lông mi đều bị đóng băng. Chuyến đi của Thùy Dương đúng dịp giao thừa năm 2024. Buổi sáng đầu tiên của năm mới, cô ngồi nhâm nhi ly trà ấm bên bếp lửa nhỏ. Một đêm đầy sao cùng dải ngân hà tuyệt đẹp. Trời rất lạnh nhưng cả đoàn vẫn cố ra khỏi lều để chiêm ngưỡng. Thùy Dương ngắm bình minh ở một khu resort trên nền tuyết. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.